Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, trong chiến tranh Việt Nam, tình báo đóng vai trò vô cùng quan trọng với những nhiệm vụ cách mạng rất nguy hiểm, tưởng chừng chỉ dành cho các đấng nam nhi. Nhưng sự thật bất ngờ là giặc đến nhà đàn bà cũng đánh khi nhiệm vụ ấy được giao cho những bóng hồng. Họ không những hoàn thành xuất sắc mà còn góp phần tạo nên chiến công vang dội. Nổi bật trong số đó phải kể đến một người phụ nữ chân yếu tay mềm, sở hữu một tinh thần thép khiến lính Mỹ, Pháp phải sợ hãi dè chừng. Ít ai biết rằng để luôn sâu trong lòng địch, thực hiện những trận đánh vào đầu não kháng chiến của kẻ thù, người phụ nữ đặc biệt này đã khôn khéo tới mức trở thành con nuôi của kẻ địch, thu nhập những thông tin quý giá làm thay đổi cục diện chiến trường. Mặc dù có sự nghiệp tình báo vinh quang, nhưng cuộc đời của quận chúa xuất thân danh gia vọng tộc lại gặp nhiều trắc trở. Vậy người con nuôi của tổng thống Ngô Đình Diệm là ai? Với cái mác là con nuôi tổng thống, người phụ nữ tài giỏi này đã nghĩ ra mưu kế gì khiến nước Mỹ nhiều phen chấn động, đồng thời giúp cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này sang thắng lợi khác? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu ngay sau đây. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, chiến trường không chỉ diễn ra ngoài mặt trận mà còn diễn ra ngay trong lòng địch, nơi những chiến sĩ tình báo xuất sắc nhất của quân đội ta lặng lẽ lập những chiến công. Nhiều chiến sĩ tình báo đã trở thành huyền thoại có 102 trong lịch sử quân sự Việt Nam, được Tổ quốc mãi mãi ghi công, được nhân dân đời đời ghi nhớ. Điển hình như Đại tá tình báo Phạm Ngọc Thảo, Điệp viên Phạm Xuân Ẩn, ông cố vấn Vũ Ngọc Nhạ, Thiếu tướng Đặng Trần Đức, bí xanh Bà Quốc, Đại tá Nguyễn Văn Tàu, bí xanh Tư Càng. Song ít ai biết rằng, ngoài những bậc anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, thì đội tình báo của ta còn lấp ló những bóng hồng. Không chỉ được trời ban cho nhan sắc xinh đẹp, họ còn sở hữu một trí tuệ siêu kinh điển đã bao phen làm cho CIA, cơ quan đầu não của Mỹ điều đứng. Nổi bật trong số đó phải kể đến một bông hồng trong lọc địch. Quận chúa biệt động, con nuôi Tổng thống Ngô Đình Diệm, đó chính là chiến sĩ Đặng Hoàng Ánh. Trong thời gian hoạt động cách mạng, nữ tình báo này từng gây chấn động khi tham gia vào nhiều sự kiện như trận đánh vào Đại sứ quán Mỹ xảy ra lúc 10 giờ 45 phút ngày 29 tháng 5 năm 1965, đánh cảm tử dạp chiếu bóng Ngọc Lan, Đà Lạt ngày 28 tháng 9 năm 1969 khiến Mỹ đứng ngồi không yên. Mặc dù có sự nghiệp tình báo vinh quang nhưng cuộc đời của bà lại chuyên chuyên. Thậm chí bà còn phải đối mặt với nhiều sóng gió cuộc đời. Vậy rốt cuộc tình báo Đặng Hoàng Ánh đã thu thập thông tin từ địch như thế nào mà lại có thể làm xoay chuyển cục diện chiến tranh tại Việt Nam? Còn những bí ẩn nào về công việc tình báo của bà mà chưa được tiết lộ? Để biết được câu trả lời chính xác, chúng ta hãy cùng nhau điểm lại những nữ tình báo tài sắc lừng danh được ghi chép trong sử sách Việt Nam nhé! Trong số những nữ tình báo Việt Nam, Lâm Thị Phấn nổi tiếng vì đã hoạt động xuyên suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Những năm 1950, bà được giao một nhiệm vụ đặc biệt là trở lại nội thành Cần Thơ, xây dựng đội ngũ điệp báo miền Tây, hoạt động trong lòng địch. Bà chính là nguyên mẫu được nhà văn Trầm Hương viết thành tiểu thuyết Người đẹp Tây Đô và đạo diễn Lê Cung Bắc chuyển thể thành phim truyện cùng tên. Lâm Thị Phấn là người con gái của điền chủ trí thức Lâm Văn Phận. Theo những tài liệu còn lưu giữ tại ngôi nhà truyền thống của dòng họ Lâm ở thành phố Cần Thơ, thời bấy giờ bà không chỉ đẹp mà còn là một thiếu nữ có học thức rất cao. Bởi vậy, Lâm Thị Phấn sớm lọt vào mắt xanh của nhiều công tử giàu có trong vùng. Trong số đó có người nhà công tử Bạc Liêu. Tháng 10 năm 1962, cùng với việc xây dựng Trung ương Cục miền Nam, người đẹp Tây Đô lại được giao nhiệm vụ phụ trách hoạt động tình báo trong đội ngũ đầu não cao cấp nhất trong chính quyền Sài Gòn. Sau khi miền Nam được giải phóng, Lâm Thị Phấn được điều về quân khu 9. Bà về hưu năm 1984 và mất tại căn nhà bà đã sinh ra và lớn lên tại thành phố Cần Thơ vào ngày 15 tháng 4 năm 2010, thọ 92 tuổi. Ngoài Lâm Thị Phấn, không thể không nhắc đến tiểu thư lá ngọc cành vàng Nguyễn Thị Mỹ Nhung. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bán tơ lụa nổi tiếng, gốc làng Nội Duệ Bao, huyện Tiên Du, Bắc Ninh, sau này chuyển vào Nam sinh sống. Bà nổi tiếng với vẻ đẹp trời phú được tô điểm chăm chút trong cảnh nhung lụa giàu sang. Đặc biệt, cha mẹ Mỹ Nhung còn phóng khoáng cho con gái đi học khiêu vũ ngoại ngữ. Khi hoạt động tình báo, người đẹp thường lấy tên Yên Thảo, Tám Thảo. Năm 1964, bà thuộc mạng lưới tình báo H63 với vẻ đẹp sang trọng, thông minh, đã xin vào vị trí phiên dịch trong Bộ Tư lệnh Hải quân của quân đội Sài Gòn. Nhờ sắc đẹp, sự khéo léo trong ứng xử, Tám Thảo đã có được mối quan hệ tốt với các sĩ quan tình báo Mỹ, giúp bà thu thập được nhiều tài liệu quan trọng, phục vụ cho nhiều trận đánh của quân dân ta.
được ca ngợi bởi nhiều chiến công lừng lẫy trong cuộc đời hoạt động tình báo, nhưng đời sống riêng tư của nữ tình báo sắc nước hương trời như Mỹ Nhung lại đẫm nước mắt vì những éo le, trắc trở trong hạnh phúc gia đình. Khi kết hôn, nữ tình báo năm nào đã gần 40 tuổi, lại sống trong chiến khu, không dễ dàng có được cơ hội làm mẹ. Bà có nhiều con nuôi, nhưng thường sống một mình trong căn nhà nhỏ với niềm cô độc tuổi già. Có thể thấy, với những chiến công hiển hách, những bóng hồng tình báo đã trở thành huyền thoại có 102 trong lịch sử quân sự Việt Nam, được Tổ quốc mãi mãi ghi công, được nhân dân đời đời ghi nhớ. Song ít ai biết rằng, trong số những nữ tình báo của Việt Nam còn ghi nhận một nữ tình báo xuất thân danh xa vọng tộc, thậm chí bà là con nuôi của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Một quận chúa Triều Nguyễn đã trở thành chiến sĩ biệt động thành dũng cảm, hoạt động sôi nổi trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Xoay quanh cuộc đời bà có nhiều chi tiết ly kỳ hấp dẫn như huyền thoại. Đó chính là nữ tình báo Đặng Hoàng Ánh. Đặng Hoàng Ánh, tên khai sinh là Nguyễn Phúc Ngọc Diệp, sinh ngày 28 tháng 4 năm 1932 ở Huế, trong một gia đình danh xa vọng tộc. Theo nhiều tài liệu lịch sử, Đặng Hoàng Ánh là con bác, con chú ruột, chung một người ông với Vua Bảo Đại và là cháu nội của Thái hậu Từ Dũ, mẹ của Vua Tự Đức. Con đường tình báo của Nguyễn Phúc Ngọc Diệp bắt đầu từ biến cố trong bối cảnh đất nước bị xâm lăng, nhiều người thân trong gia đình thiệt mạng. Chỉ duy nhất Ngọc Diệp được cán bộ cách mạng là đồng chí Phạm Hùng cứu thoát. Khi ấy, bà chỉ khoảng 11 tuổi. Chính tuổi thơ bất hạnh, thời thế loạn lạc đã dẫn lối đưa đường một thiếu nữ 11 tuổi như bà theo con đường cách mạng. Mong ước đền nợ nước, trả thù nhà là động lực để bà cố gắng học hỏi và trở thành một nhà tình báo xuất sắc, luôn sâu trong lòng địch, thực hiện những trận đánh cảm tử súng độc chính quyền địch. Bản thân may mắn được đồng chí Phạm Hùng cứu đưa về Sài Gòn, giao gửi cho đồng chí Phạm Văn Xô kêu mang vào nuôi nấng. Bà được các đồng chí che chở tránh sự truy sát vì bà là con của Trần Lệ Chất chống Pháp, gom tiền cho đi học và hướng tư tưởng vào con đường cách mạng. Sau này khi lớn lên, bà vẫn coi đó là hai người anh thân tín, bà luôn quý như cha, như anh ruột của mình. Những lúc buồn muốn buông xuôi, anh Hai Xô, đồng chí Phạm Văn Xô lại động viên: "Út Diệp, em phải nhẫn nhục cố học cho thành tài. Hôm nay mây mù, ngày mai sẽ có bình minh chiếu sáng. Sau lũ lụt, đất nhiều phù sa, cây lại tươi tốt." Chính nhờ những lời động viên ấy, cô bé mồ côi lại cố gắng, luôn đạt kết quả xuất sắc, hoàn thành tú tài 1-2, rồi thi đỗ luôn vào trường Đại học Y khoa Hà Nội khi chưa đủ tuổi. Đó là con đường bắt đầu dẫn bà đến với cách mạng và trở thành một sinh viên y khoa xuất sắc, một nhà tình báo chiến lược từng làm cho bọn Mỹ ngụy bao phen trao đảo. Một hôm đi bán báo xạo, đồng chí Hai Xô giao cho cô mang theo hai quả lựu đạn. Đến rạp hát Nguyễn Văn Hảo Sài Gòn, cô liều mình rút kíp ném chết hai tên địch Pháp. Với chiến công đầu đời, cô bé Ngọc Diệp được các anh lính khâm phục vì sự gan dạ và phong cho biệt danh cô bé to gan lớn mật. Với bản lĩnh thông minh, Ngọc Diệp được Sứ ủy Nam Kỳ cử đi học lớp phản gián ở Đông Cao Miên với thời hạn 1 năm. Khóa học phản gián đầu tiên được trang bị nền móng kiến thức để sau này bà trở thành tình báo chiến lược. Sau khi hoàn thành khóa học phản gián ở Đông Cao Miên, năm 1952, Ngọc Diệp trở về vừa đủ tuổi vào Đại học Y khoa Hà Nội. Một năm sau thì chuyển vào Sài Gòn. 4 năm trôi qua, Ngọc Diệp là sinh viên xuất sắc, thuộc danh sách thí sinh học bổng để sang Pháp học. Nhân tiện tổ chức Sứ ủy Nam Kỳ cử đi học để đào tạo bác sĩ giỏi cho cách mạng sau này, bà nhận được học bổng của một trong những trường đại học danh tiếng nhất thế giới, Đại học Sorbonne Paris. Tháng 8 năm 1958, kết thúc khóa học, Ngọc Diệp chính thức về nước, nhanh chóng móc nối lại với tổ chức để quán triệt đường lối. Tại Sài Gòn, trong cuộc họp bí mật tổ chức nhận định, với văn bằng y danh tiếng, Ngọc Diệp cần phải đi xin việc ngay. Đảng, tổ chức cần những người hợp pháp như Ngọc Diệp để leo cao, chọc sâu vào lòng địch. Hiện tại, chính quyền Ngô Đình Diệm đang rất cần cán bộ ở các bệnh viện công. Nếu đi xin thì sẽ được ngay. Đúng một ngày sau khi nhập cảnh vào Sài Gòn, sáng 29 tháng 8 năm 1958, Phạm Ngọc Diệp lấy tên là Tây Lena Phạm và cầm hồ sơ đến gặp Bộ trưởng Y tế Trần Đình Đệ xin việc. Nhờ một người cậu bên ngoại của Ngọc Diệp là Dr. Quế, bạn của Bộ trưởng Đệ, cũng là bác sĩ riêng của bà Phạm Thị Thân, mẹ của Tổng thống Ngô Đình Diệm, nên Ngọc Diệp được tiếp đón. Cô được vào Sinh Gia Long, nay là Sinh Độc Lập, để trò chuyện. Sau đó, do mối quan hệ trước đây của gia đình bà và gia đình Ngô Đình Diệm, bà được Ngô Đình Diệm nhận làm con nuôi. Từ một cô gái mồ côi, không vai vế, vận may đang thanh thang mở ra trước mắt Ngọc Diệp. Cô trở thành con nuôi của viên Tổng thống thét ra lửa, mang thân thế lá ngọc cành vàng.
cái Mark còn nuôi Tổng thống là điều kiện thuận lợi để thực hiện những kế hoạch mà phía cách mạng giao phó. Sau khi nhận làm con nuôi, Tổng thống Ngô Đình Diệm quyết định cấp ngay cho Ngọc Diệp một khẩu súng Duro, 6 viên đạn cùng giấy phép đặc quyền sử dụng có ấn ký của Tổng thống để phòng thân với trường hợp bất chắc. Bên cạnh đó, lệnh của Tổng thống sang Bộ Y tế, Ngọc Diệp được cấp một biệt thự, xe hơi. Ngoài ra, cô được quyền lựa chọn nơi làm việc hoặc là quê ngoại Vĩnh Long hoặc là ngay nội đô Sài Gòn. Ngọc Diệp hài lòng bí mật trở về tổ chức nhận nhiệm vụ mới. Đó là điều kiện để cô trở về Vĩnh Long thăm bà ngoại. Cũng trong cuộc họp bí mật, tổ chức đồng ý cho Ngọc Diệp nghỉ phép 4 ngày về quê, đồng thời chỉ thị gặp đồng chí Abet Thảo, phó tỉnh đoàn trưởng bảo an đoàn, kiêm phó tỉnh trưởng quân sự Vĩnh Long, có tên khác là đại úy Phạm Ngọc Thảo, người của cách mạng cài cắm. Ở đó, Ngọc Diệp sẽ được giao một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Tại quê nhà Vĩnh Long, Ngọc Diệp đến địa chỉ bí mật gặp đại úy Abet Thảo, đưa cho cô một tờ giấy. Thi hành án ngày 3 tháng 9 năm 1958, cô gật đầu nhận lệnh. Người mà phía cách mạng cần phải khử ngay đó chính là tên tỉnh trưởng nổi tiếng ác ôn Khưu Văn Bà. Cấp trên chỉ thị, nội trong ngày 3 tháng 9 năm 1958, Ngọc Diệp phải hoàn thành nhiệm vụ, kiên quyết không cho phép thất bại. Kịch bản đưa ra là trình đơn xin việc, khi tên này giở trò đôi bại thì lấy cớ khử ngay. Là con gái nuôi của Tổng thống Ngô Đình Diệm, nên sau sự kiện Lena Phạm giết chết tên tỉnh trưởng háo xâm Khưu Văn Bà, văn phòng Tổng thống chỉ đạo vụ án tuyệt đối phải được điều tra bí mật, bị án Lena Phạm phải ra Côn Đảo ngay, khi nào hồ sơ vụ án hoàn thành mới trở về. Ngày 3 tháng 7 năm 1959, đúng 8 tháng sau phiên tòa đại hình mới được mở bí mật tại Vĩnh Long. Như dự kiến, Lena Phạm được trả tự do, khôi phục danh dự. Tham gia vào trong lực lượng cảm tử quân Cục Trung ương Cục miền Nam và biệt động thành Sài Gòn. Do yêu cầu công tác bí mật, để che mắt địch, Ngọc Diệp phải thay tên đổi họ liên tục. Ba Diệp tức Nguyễn Như Diệp, cô từ mắt kiếng vì bị cận thị, phải đeo kính thường xuyên. Lâm A Mùi, thời gian sang Lào vận chuyển vàng và đô la về Việt Nam 1961-1962. Hoàng Nga, thời gian làm tiếp tân Tổng thống phủ Sài Gòn 1964-1965. Sau này, trong thời gian hoạt động cách mạng, nữ tình báo từng gây ra chấn động khi tham gia vào nhiều sự kiện như trận đánh vào Đại sứ quán Mỹ xảy ra lúc 10:45 ngày 29 tháng 5 năm 1965. Sau khi tiến hành vụ ám sát Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không thành, bà đã gây chấn động nước Mỹ với trận đánh bom cảm tử sạp chiếu bóng Ngọc Lan, Đà Lạt ngày 28 tháng 9 năm 1969, khiến hàng trăm sĩ quan Mỹ và chính quyền Sài Gòn chết và bị thương. Tiếp đó, bà lại xung phong cùng đội cảm tử sang công tác và chiến đấu tại chiến trường Lào 3 năm. Cuối tháng 4 năm 1972, bà bí mật về nước để cùng một nhóm biệt động thâm nhập vào cứ điểm Đắc Tô, Tân Cảnh của chính quyền Sài Gòn, góp phần cùng bộ đội chủ lực tiêu diệt chúng. Khi vừa trở lại Đà Lạt thăm con, mua gạo tiếp tế cho khu 6, bà đã không may bị phục kích. Bà bị bắt khi đang ăn tối. Chúng đưa bà về trại giam Ty An Ninh, tỉnh Tuyên Đức, bị giam giữ và tra tấn ở đây suốt 3 tháng trời mới được tỉnh trưởng Trần Văn Phước cứu thoát. Mặc dù có sự nghiệp tình báo vinh quang, nhưng cuộc đời của quận chúa làm tình báo gặp nhiều trắc trở. Trước khi sang Pháp, bà có cảm tình với Trần Văn Phước, tỉnh trưởng tỉnh Vĩnh Long. Ông là người có trí thức, trẻ tuổi, đầy quyền lực. Chỉ vài lần gặp gỡ, Trần Văn Phước ngỏ lời cầu hôn. Quá đường đột nên bà hẹn sẽ trả lời khi khóa học kết thúc. Từ Pháp về chưa đầy một tháng, để tạo vỏ bọc, bà kết hôn với giáo sư bác sĩ Đào Tuấn Kiệt, một trí thức yêu nước hơn bà tới hai giáp. Theo lời bà kể, phải nhiều thời gian và nỗ lực, hai người vốn không có tình cảm mới chính thức là vợ chồng. Sau này, gặp lại tỉnh trưởng Trần Văn Phước, nhưng bà đã ván đóng thuyền. Tuy nhiên, cũng nhờ mối tình này, nhiều lần bà được Trần Văn Phước cứu thoát. Không chỉ đường tình duyên lận đận, nữ tình báo Đặng Hoàng Ánh còn cô đơn lúc tuổi già. Bà có hai con với giáo sư bác sĩ Đào Tuấn Kiệt, nhưng con gái mất khi còn nhỏ, con trai cũng được chồng đưa sang Pháp từ lúc còn bé. Về già, bà sống cuộc đời bình dị cùng con nuôi tại Lâm Đồng. Nữ tình báo Đặng Hoàng Ánh, tên khai sinh là Nguyễn Phúc Ngọc Diệp, sinh ngày 28 tháng 4 năm 1932 ở Huế, trong một gia đình danh gia vọng tộc, cha là trí thức Tây học yêu nước. Từ một cô gái mồ côi, không vai vế, vận may đã thênh thang mở ra trước mắt Ngọc Diệp. Cô trở thành con nuôi của viên tổng thống thét ra lửa, mang thân thế lá ngọc cành vàng. Cái mác là con nuôi tổng thống là điều kiện thuận lợi để thực hiện những kế hoạch mà phía cách mạng giao phó.